Bản giao hưởng Đông Tây, sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, nụ hôn kiểu Pháp trên đôi môi cô nàng Á Đông, đó là những cách nói hoa mỹ mà người ta dành để miêu tả phong cách Indochine. Là một phong cách nội thất lạ, thu hút người xem ngay từ những ánh nhìn đầu tiên, Indochine luôn là một sản phẩm mang tính văn hóa rất cao, không cần quá phô trương nhưng vẫn có thừa sự sang trọng. Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Nội Tháp Pro tìm hiểu về phong cách Indochine nhé. Indochine là sự pha trộn của nhiều quan điểm kiến trúc khác nhau mà chủ yếu là do sự xâm nhập của văn hóa kiến trúc Pháp vào các nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Phong cách Indochine hiện đại dành riêng cho những người yêu mến vẻ đẹp và văn hóa truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và nét thẩm mỹ độc đáo trong kiến trúc. Indochine ra đời tại Việt Nam trong khoảng thời gian nước ta bị thực dân Pháp đô hộ từ năm 1893 đến năm 1954. Tuy nhiên lại tập trung phát triển nhất từ những năm 1920 trở đi, nhằm cải thiện hình ảnh nước đế quốc trong mắt những người dân các nước thuộc địa. Người Pháp đã cho xây dựng những công trình như nhà ở, nhà công vụ. Những công trình này vẫn được hình thành dựa trên những quan niệm kiến trúc và nền công nghiệp xây dựng hiện đại của châu Âu, nhưng lại được kết hợp với nhiều đường nét, chi tiết, kiến trúc và đặc biệt là nội thất đậm chất Á Đông. Và quý vị biết không, cha đẻ của phong cách Indochine có tên là Aimé Thibault, là một kiến trúc sư tài hoa người Pháp đã cho ra đời triết lý mỹ thuật Trung Á, Âu độc đáo này. Nói về các thành tố trong phong cách Indochine, nó bao gồm vẻ đẹp lãng mạn của kiến trúc Pháp, tuy nhiên sự tráng lệ và hào nhoáng đã được giảm bớt phần nào để phù hợp với sự nhẹ nhàng, chân chất của người Á Đông lúc bấy giờ. Vài nét đẹp ở trong phong cách Indochine không thể không kể đến nét đẹp truyền thống của văn hóa Trung Hoa hay nét đẹp tâm linh trong văn hóa của người Ấn Độ, và cũng không thể thiếu được các chất liệu của Việt Nam. Việt Nam chúng ta tự hào vì vẫn giữ được một bản sắc riêng biệt, trong khi vẫn cởi mở, đón nhận nhiều nền văn hóa Đông, Tây vào trong nước. Mỗi dòng chảy văn hóa khi du nhập vào nước ta đều được đón nhận một cách có chọn lọc và ít nhiều được Việt hóa đi để phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong phong cách Indochine, sự Việt hóa được thể hiện ở việc sử dụng các chất liệu tự nhiên như gỗ, tre, mây, nứa. Về màu sắc, cũng giống như nhiều phong cách nội thất khác, Indochine cũng lấy các gam màu trung tính như màu trắng, màu kem, màu nâu, màu vàng nhạt làm những màu chủ đạo và màu nền. Trong đó, vàng nhạt là một trong những gam màu rất nổi bật và rất riêng của phong cách này. Trên nền các gam màu trung tính, người ta lựa chọn các gam màu trầm, đậm và ấm nóng để trang trí và chọn đồ nội thất. Ví dụ như màu vàng cam, vàng đất, nâu trầm, xanh lá đậm, xanh dương đậm. Ngoài ra cũng không thể nào thiếu được màu xanh của lá cây trong các không gian nhà ở, quán cà phê phong cách Indochine. Đường nét và họa tiết là một trong những yếu tố thể hiện chất Á Đông rõ rệt nhất trong phong cách Indochine. Các họa tiết thường gắn với các yếu tố tâm linh, mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho chủ nhà. Họa tiết trong phong cách Indochine tương đối phức tạp, là sản phẩm gắn liền với văn hóa, tâm linh nên luôn phải cẩn trọng từ khâu chế tác đến bố trí, sắp đặt nội thất. Và những họa tiết này cũng có những nét đặc trưng rất riêng, có thể dễ dàng nhận ra trên các đồ nội thất, đồ trang trí. Ngoài ra, người ta cũng thể hiện các họa tiết, hoa văn trên trần, tường, sàn nhà bằng cách sơn, vẽ, ốp gạch có họa tiết hoặc sử dụng giấy dán tường, phong cách Indochine. Một trong những yếu tố nữa đó là cấu trúc mái vòm. Cấu trúc mái vòm là một trong những dấu ấn của kiến trúc châu Âu, mà ở đây chính là kiến trúc của Pháp được đưa vào trong phong cách Indochine. Mái vòm là một thiết kế độc đáo, giúp cho không gian trở nên mềm mại và sang trọng hơn. Các mái vòm thường được xuất hiện ở lối ra vào các căn phòng, giúp ngăn cách không gian nhưng vẫn tạo được cảm giác thông thoáng. Và đó là những kiến thức về một phong cách thiết kế nội thất, nhà ở mà Nội Thất Hát Pro muốn chia sẻ cho quý vị trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy video này hay và hữu ích, hãy để lại một like và một subscribe cho chúng tôi, ấn nút chuông nhỏ để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà Nội Thất Hát Pro ra mắt trong tương lai. Và tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.